Theo báo cáo của tạp chí Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, các nhà chức trách đường sắt nước này đang áp dụng công nghệ dữ liệu lớn vào kiểm tra dòng hành khách khổng lồ và hỗ trợ phòng chống dịch. Báo cáo cho biết, các nhà chức trách ngành đường sắt Trung Quốc đã ra mắt hệ thống ứng phó khẩn cấp của nền tảng đặt vé trực tuyến 12306. Tận dụng dữ liệu lớn, hệ thống 12306 cũng đã bắt đầu bán vé cho các ghế riêng biệt để giảm rủi ro lây nhiễm giữa các hành khách. Tính đến ngày 10 tháng 2, ngành đường sắt đã phát hiện 7.573 hành khách có biểu hiện sốt và hỗ trợ theo dõi 1.800 nhóm hành khách có tiếp xúc với các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.